Đấy. Ui, vừa nhiều chưa? Ui. Ui. Ui, còn chạm to đấy. Đây, đây, đây. Ui, quá chim à. Quá trời luôn. Đây thôi, theo một mũi đâu. Đến tất cả con luôn các bạn. À, quấn lá chuối xong rồi chát bùn vào. Đấy, đang chát bùn mà các bạn. Chắp lượt bùn ra ngoài để bắt đầu nướng. À, xin chào các bạn. Tháng 7 nên không có đám cưới các bạn ạ. Hôm nay hiện tại là nhà mình, nhà bác mình kéo cá các bạn nhé. Nay mình sẽ vào ao quay chia sẻ cho các bạn cùng xem. Nay sẽ làm vài món cá nộm nâu để gửi đến các bạn cùng xem các bạn nhé. Và sau đây xem xin mời các bạn xem hết video của mình nhé. Đây là cái trại của bác mình các bạn nhé. Đấy, trại nuôi ao cá, vườn gà rất là nhiều đấy các bạn. Có nhiều cá to đấy nhỉ. Đây. Con to nhất là bao nhiêu cân chị? Cần mướp của ông Sơn này của ai đấy? Ủa, sai quả mà dính mày vào một lần. À thế à? Thấy im lắm. Chưa thấy sao. À, chưa thấy gì. Nó thấy nhảy cơ. Phúc đoạn cuối ấy. Chả có nhảy đâu, cá chấm á. Nó ngoài kéo nó cứ im chíp, nó lên nó đầy. Đấy, một con nhảy đấy, đấy. Ôi, vào rồi, con này vào rồi. Ôi, đặc quá rồi, nó nhảy ra. Ôi dồi, nó lao vỡ một ra. Lúc đầu mà là không thấy nhảy con nào chứ. Đấy, nó lao cho vỡ hàm, á dạo, ôi, nhiều nhiều chứ. Cho nhỏ nhỏ lại đi. Nhiều cá các bạn ạ. Toài cá to này. Người đông hơn cá là khán giả. Không có đâu. Năm năm cân lá kiểu rồi nhỉ. Đấy, chuẩn bị xem là kết quả là nhiều. Đấy, đã làm ầm rồi đấy. Kéo được. Ấy, đang làm ầm rồi. Ôi. Đặc quá rồi. Mấy mét anh thấy nó kéo hồ chưa? Ô, tắt lên, ô, tắt lên. Ấy, ôi ôi. Tắt lên. Ấy, ôi ôi. Ra mới rồi. Ấy. Ôi ôi, vừa nhiều chưa? Ủa. Ủa. Ê da, ê da. Dổ chịu này được. Dổ chịu này được. Đưa nhỉ. Ui dồi, ui. Ui dây bẩn hết. Cá chim à, ôi lại ra à. À cá chim mà, cái chim to đấy. Có túi là chính. Cá chim kìa. Chim to đấy. Chim to đấy. Đấy, một cá chấm to vô. Thế chưa? Đầy xô luôn nha.
Ê, mua một trái. Có cả cá chim. Ba con đầy xô luôn. Cắn bứt chim luôn á. Là cá chim nhỉ? Cá chim. Nào đấy, ủa. Ôi trời. Ui ủa. Bẩn hết rồi, mình không bắt cá vẫn bẩn. Toàn bùn. Ui còn chậm to đấy. Ui ôi quá chim à. Quá trời luôn. Có ai đâu bà ơi. Đấy có đấy, nặng quá. Cái này con to thế nhờ, con này phải 5 con không? Chắc phải 3 cần nhỉ. Đây các bạn, toàn làm món cá nhảy đây nhỉ mọi người. Không ai cho ăn. Rủ cá là phi nhiều rồi đấy. À giờ anh em đang đi kiếm củi để chuẩn bị làm một con ăn tạm các bạn nhé. Để nướng một con cá để ăn thử trước kìa. Ăn tạm thôi. Tối về mới nộm đâu. Nhiều củi quá, ít quá nhỉ. Ít củi quá thì ạ, kiếm lên đi. Ê, cháy rồi đấy. Không có đất bọc vào mà nướng nhỉ. Đây các bạn ạ, đang chuẩn bị làm món cá nướng lá chuối. Đấy, chát bùn mình nhá. Đây thôi, giờ mà bùn đâu. Nướng tất cả con luôn các bạn. Quấn lá chuối xong rồi chát bùn vào. Đang chuẩn bị quấn lá chuối. Nướng bùn các bạn ạ. Trộn lẫn với cái bùn kia xem nào. Cái đấy sợi khô quá không? Đất đất chứ không phải là bùn đâu. Bùn phải đang dựng. Bùn đất như nhau ấy. Đấy, đang chát bùn rồi các bạn. Chắp lượt bùn ra ngoài để bắt đầu nướng. Cái máy đấy là nóng rồi. Để ở đây xong rồi củi vào luôn. Nó nhỏ đâu. Thế là tốn củi nhiều đấy, mới chín được đấy. Chát mỏng mỏng nó không, chát dày quá, sợ không chín đấy đấy các bạn. Vâng, đấy, chát mỏng. Nó không chín đấy đâu. Cá, cá to nữa. Đấy. Thôi chất củi vào đi. Chất hết rồi đấy. Nhưng mà phải nhiều củi vào, ít củi này không chín được đâu. Mày nó ít hơn chút ạ. Mổ như này có nào ạ? Mổ lắm gì? Ăn cả cứt ngon. Ăn tại bờ ao luôn mà. Cô gái nướng cá. Này chín không bạn? Mới chín được không đấy? Đất bọc hơi dày. Ôi, cá to. Rồi, sắp chín rồi. Sắp chín này chưa? Rượu chưa? Đó rồi. Chuẩn bị lên đây uống đây. Còn một con bọc đất đây. Mát. Cái gì đấy? Ủa, một con chưa cháy được rồi. Con này chín rồi. Đó, một con đã chín rồi nha. À, mình phải chua thứ này nó mới đáng. Cạo vẩy đi. Cạo vẩy đi. Cạo vẩy.
chín rồi các bạn. Này. Nhanh nhỉ? Lửa này thì chín. Hơi khét. Cần đỏ này. À. Chín chưa chị? Chín rồi. Tớ có cứt rồi. Không sao. Cháy rồi, không cháy được. Cháy rồi, cháy. Cháy đâu mà cháy. Lâu không cháy. Đấy ra. Chín rồi, ngọt lắm. Ngọt hay là lắm. Ngon nhỉ. Chào mừng cây đưa coi. Chết tiệt, cái thằng chết tiệt này. Con này chín chưa? Mời 500 anh em nha. Đây rượu đây. Cũng chai rượu đây rồi. Thật là 500 anh em. Đang xử xem con bọc đất thế nào các bạn nhé. Đang kiểm tra bọc đất xem chín chưa. Ô, nguyên si rồi. Này ơi, ta thế nóng là đến lá chuối đâu. Chưa cả chín lên cả thế. Nguyên si rồi. Không thành công rồi. Làm hi hụt thế này. Chưa cả ướt luôn. Thả cả chim. Thật vậy các bạn ạ. Chưa cả khô con cá luôn, vẫn ướt nguyên. Phần nướng lại, phần nướng lại các bạn ạ. Thất bại nhỉ. Không chín. Đấy, thật giả đấy các bạn, nguyên si luôn, không có vị gì. Phải nướng lại các bạn ạ. Cá vược nướng nhanh chín ngay lắm. À, cái vược nướng ở trên. Bây giờ nó không bỏng được, chịu đũa đi. Chạy phải đừng có bói. Nướng lại lần 2 sắp thành công các bạn ạ. Bây giờ là đốt chứ không phải nướng nữa. Nướng như này các bạn nhá. Đấy. Bây giờ là đốt, không phải nướng nữa. Ôi, nước, bằng này cho có nước đây. Chín chưa? Lâu quá. Chín đi các bạn. Không cần đâu. Không cần nữa, không cần. Ôi, không cần đỏ đỏ sao ấy. Ăn này mới ngon. Ăn kiểu mong. Chơi kiểu không ổn nữa. Tầm đường nha. Chín chưa đấy. Này, toàn thân đẹp trai. Ê, ôi, nhiều đấy. Này các bạn, quá nhiều luôn này, một miếng. Ui, rồi mới được. Quá tuyệt vời đấy. Cá chim này là cá chim mà ăn ngon kiểu cá chim ấy. Ăn đấy. Kiểu hoàng gia này mới ngon. Đúng kiểu hoàng gia luôn. Tặng nơi. Ui, nhìn toàn đấy. Cá này ngọt, không cần gia vị nhưng mà. Dạ, không có ngon. Gia vị vẫn ngon nhỉ. Độc đà. Đầy mồm luôn. Hàng con cá chim. Cái gì đấy? Chả có rô kem thịt chín á. Mày làm chưa đi? À, tí nữa. Đang ra giềng để chuẩn bị làm món nộm nâu các bạn nhé. Có nâu chưa anh? À, đang còn nâu kìa. À, nâu đây các bạn. Chả biết. Cái nâu có vẻ hơi trắng nhỉ? Còn thì được có mỗi cái mẻ đấy thôi. Tí chú cho áp cho nó đỏ. À, Covid, ôi, tàn. Đã đủ đủ rồi. Mai biết xem còn được không? Này, đủ đủ rồi, hấp anh. Ôi, hấp cá. Mấy cô ngoài văn phòng. Tối nay có giỏi thôi. Đây là cá hấp anh. À, lại lại. À, lại cho cá con vào đây ạ. À, ơi. Kiểu Thanh Hóa đấy. À, kiểu này là lạ nhỉ. Ăn cho má đấy. Kiểu này hơi lạ. Món Thanh Hóa ngon đấy. Hơi lạ đấy nhỉ. Kiểu là ăn được luôn mà. À, đúng rồi. Như kiểu cá nhảy đấy.
À như kiểu xôi rau của mình nhỉ. Cà kia đấy. Nhá, nhìn như không có dầu, đây có mỡ. Mỡ càng ngon. Đây món cá đồ đấy. Cá đồ Thanh Hóa đấy. Là món cá lớn nuốt cá bé. Có bớt nước thì mình tháo ra, à mới kéo ra. Bao nhiêu này? Cho nâu vào các bạn. Cá nướng là gì ăn đau hết cả bụng. Ăn đụng đâu được vào hết đầu bụng luôn. Đấy. Bóp một lượt nâu qua thì nó khô cá các bạn nhé. Nó cứ khô đi tí bắt đầu mới thái. Rồi. Bắt đầu rút xương. Rút xương của nó ra đấy các bạn nhé. Đấy. Cái núi nó mẻ ấy. Đấy, cả giấm mẻ, dừa mẻ luôn. Điều này biết ai làm bao giờ đâu, mình làm thử thôi. Nặng đấy, ủa cái vỉ này chịu được không đấy? Núi rừng mỉa. Tối lên đây cá gỏi và ý ơi. Có uống rượu đâu mà uống bên anh thức đâu mà sợ để nấu cơm đây. Gặp là khó như thế không? Nhiều anh, nhiều lọt ăn sẵn. Sợ ít không ngon. Đây đang chuẩn bị cho gia vị vào để nộm các bạn nhé. Đây tỏi, này là tỏi nhé. Lấy một canh mình chỉ đi Thi ơi. À. Có con dao kia có thùng lớn không cho bà Mượt? Cho bà Mượt con dao à? Gì à? Con này thì mình sẽ không cho món giúp mẹ nhé. Nấu đâu chưa có nấu à? À đây nấu đây. Không có cái gì thì nấu, nấu nó kèm nấu ấy. Kèm đây, ăn cá đây này. Cá con đây đúng không? Con vậy đây, bây giờ cá mổ qua đi chùa. Cả thức luôn, giống như. 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 Giống không có đâu thì không thể khử được. Đó, cho rau thơm vào các bạn nhé. Gia vị và đây gọi là lá hạt dổi. Sắp xong rồi đấy. Đó, lên đĩa các bạn ạ. Lên đĩa, lên mâm nhé. Lên mâm nhé. Rồi mâm ba đĩa các bạn. Xong rồi kẹp rau sống. Chấm với giấm mẻ nấu cái ruột con cá các bạn nha. Rồi, đã xong các bạn nhé. Lên mâm rồi. Này món nướng chín rồi các bạn nha. Đây là cái giấm mẻ nhé các bạn nhé. Nấu với ruột con cá với cái đuôi của nó. À đây các bạn ạ, đây là cái món cá xôi, gọi là cá đồ Thanh Hóa đấy. Hôm nay có hai anh Thanh Hóa ra chơi, làm theo kiểu Thanh Hóa các bạn nhé. Cá đồ Thanh Hóa đấy. Chín chưa? À, chưa chín nữa. Còn đấy. À đây, có một con cá nhét vào ruột các bạn, với một ốt này này. Ôi tuột, cho con cá ra chứ không? Đúng rồi. Đấy. Một. Cho con đi ra. Đấy, các bạn. Đấy. Này cá con nhỉ anh nhỉ? Cá con này cho vào. Đấy. Cá con cho vào cái rau mới kiếm ngoài vườn để đồ các bạn nhé. Đấy. Này cà rau này, cá này.
nhìn hấp dẫn nhỉ, ngon đấy. Món này là món đặc biệt đấy. Không chửi rồi, thử miếng mà nè. Thử miếng đây. Đấy các bạn nhá, tác phẩm của hai anh Thanh Hóa đây. Hơi nhạt à, nhạt chấm là vừa. Rồi, kết quả đây anh em nhá, mời anh em. Đấy, cá nộm đâu này, cá nướng, cá đồ và đây là giấm mẻ. Nấu giấm thả là nó nát hết. Thầy cháu mời bác ạ. Mời bác mời anh. Mời anh nhá. Mời anh nhá. Mời anh. Làm được anh 4 chén nữa. À đây, vâng, làm dần đi em. Mấy nha. Ôi. Chẳng như mình ra đây anh em làm cùng anh em Hà Nội. Mà nhưng mà nó gì cả chén gì. Thử miếng cá đồ của Thanh Hóa chứ này. Này, có cả cà nhỉ, ngon đấy. Đây các bạn nhé. Xin mời các bạn đây. Thấy nhạc. Ngon nhỉ, nó chua chua, cái chua là cái gì anh? Có gì chua chua nhỉ? Giấm. À giấm mẻ à? Giấm mùi ở trong đấy luôn à? Ừ, ngon hết, chua chua đắng đắng nhá. Ngon thích các bạn. Nó chua chua đắng đắng là đã đủ anh. Với cái thìa cái kia đấy. Đủ mấy giấm mẻ. Ngon phết nhỉ? Ừ, là hay đấy. Có nơi có một đặc sản gì em? Dân tộc là hết. Đây là món đặc sản của dân tộc mình nhá, cá lúc đầu mình các bạn nè. Là phải cá miếng cá lúc đầu nhỉ. Đây là thịt miếng cá lúc đầu nhá. À, chấm giấm mẻ đây. Đó là món này chứ. Thơm đấy. Thơm riềng. Hai em mình em tên là Hùng. Đây, anh Thanh Hóa các bạn ạ. Các bạn nhé. Em dễ chứ. Món này là món rau sắn chua các bạn. Chua nấu cá ngon hết. Ra thì đem Thanh Hóa đơn giản. Vì thời gian video cũng khá dài rồi các bạn ạ. Và sau đây mình xin phép được kết thúc video tại đây các bạn. Và xin hẹn gặp lại các bạn một video gần nhất. Xin chào các bạn.